Một ngày có duyên với Hyundai Accent anh em ạ. Ngày mình Tuấn đang thấy anh làm 3 xe luôn. 3 đời luôn. Dòng 2018, 18, 19, 20. Xe này thì mình đang mình làm xong rồi. Xe này nó có một bộ đèn GTR Limited 3.0. Tiếp theo đây là một chiếc Hyundai Accent đời 21-24. Con này thì dán nóc đen này, cộng thêm là dán phim cách nhiệt. Đèn thì nói chung là hai con này giống nhau, cũng bi projector, sử dụng bóng halogen. Con này lên rồi, con này thì vẫn giữ nguyên. Trong này thì bên mình cũng đang làm một con Accent phiên bản mới nhất ấy. Phiên bản vừa ra mắt vừa rồi. Nhìn khác biệt cũng khá là nhiều. Mày đẹp đấy chứ nhỉ. Xe này thì dán phim cách nhiệt phủ ceramic. Đây những món đồ cơ bản. Có cái hay con này đèn, đèn như ông VinFast luôn. Đấy, đèn giống anh em thấy giống đèn Vin không? Nói chung là đèn đã được trang bị đèn full LED rồi, nhưng mà để sáng thì vẫn phải lên bi LED hoặc laser thì chắc đi nó mới thoải mái mới thích được. Đây là Accent tại Akala Thái Nguyên.